Rồi hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô nha. Trúc Mô Tô là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Trúc Mô Tô số điện thoại 0932 047 956, số Zalo của em là 0768 44 7735. Rồi bên Trúc Mô Tô thì chắc mọi người, các anh, các chú theo dõi kênh mấy lâu nay thì chắc cũng đã biết, cũng đã rành rồi ha. Theo dõi nhiều thì chắc cũng đã biết. Thì bên em bán những dòng xe hải quan chính chủ, mua bán sang tên rút gốc toàn quốc nha mọi người nha. Chiếc nào cũng phải có giấy tờ chính chủ mới bên em mới mua bán giao dịch nha mọi người. Rồi, và ngày hôm nay bên Trúc Mô Tô muốn giới thiệu với tất cả mọi người một con xe Rebel. Con này là Rebel USA 150 bản DD nha mọi người nha. Bản DD là bản dòng ngon nhất trong các dòng Rebel 150. Này là bản cắt nước, hai máy hai bô. Con xe này là nguyên zin 100%, chưa có dọn tuốt, chưa có sơn si bất cứ món nào nha mọi người. Mua thùng sao thì bây giờ xe nó vẫn vậy thôi, không có làm bất cứ gì hết. Có trang bị thêm tựa lưng sau cho người ngồi sau, cặp túi da bỏ đồ, bao da bình xăng lớn, cặp kính nguyên zin, còn một cặp luôn. Xe này là đẹp xuất sắc. Nói chung là nguyên thủy đẹp xuất sắc nha mọi người nha. Từ nước xi tới nước sơn là nguyên zin hết, chưa có làm gì hết nha mọi người nha. Xe này xài cắt nước, giải làm mát bằng nước nha mọi người nha. Đây, dạng xi của nó em quay một vòng chi tiết ha. Thì dòng Rebel này thì quá nổi tiếng rồi, không có giới thiệu gì nhiều ha. Đây là bản gác chân. Rebel thì bên Trúc Mô Tô làm clip rất là nhiều dòng rồi. Anh em theo dõi chắc biết ha. Cái bô này là cái bô đã móc nhẹ rồi nha mọi người nha. Móc vẫn còn giữ tiêu lại nha mọi người. Nó nổ trầm ấm rất là hay. Đây bô zin theo xe. Nổ rất, cái bô này máy nó nổ rất là hay nha anh em. Xí nữa em test máy cho tất cả các anh cùng xem ha. Đây tem hoa văn zin. Tem này là tem chìm, tem trong nước sơn chứ không phải tem cái miếng đề can dán nha anh em. Đó, lưu ý ha. Xe thì còn khá là mới luôn, rất là đẹp. Này mua về chỉ việc sử dụng thôi nha mọi người. Đây tem sau nó đây, nước sơn thì soi mặt được nha mọi người, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây mâm phục sau các thứ, bánh vỏ lớp còn dày cùi. Mâm sau này mọi người nhôm nguyên khối ha, còn nguyên zin rất là đẹp luôn. Ốc còn bảy màu, ốc cốt bánh này mọi người rất là đẹp ha. Rồi biển số em nói nha, 67E1 3 con 1 2 con 5. Đó, biển số cũng khá là đẹp luôn, 3125. Biển số 67 An Giang, chính chủ một chỗ gà vạc đập thùng, mua bán sang tên rút gốc toàn quốc ha mọi người ha. Số loại là con này là số loại Rebel 150 DD USA ha mọi người. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc, tay lái Nga. Đó, tay lái có nó kiểu theo 250 nha mọi người. Nó hơi bè ra một tí, ngồi lái rất là, góc lái rất là rộng, chạy rất là khỏe, không bị lâu lưng. Máy móc thì em ru bà ru. Đây, xe rất là đẹp nha. Xe này là đời cao nha mọi người. Có báo xăng, báo số, báo con tơ mét, bao đồng hồ nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Năm trước này mọi người. Phuộc các thứ là nguyên zin nha mọi người nha. Chưa có làm gì hết. Mâm vỏ lớp còn dày cui luôn. Nước sơn nè, anh em thấy không, tem hoa vàng, tem chìm rất là đẹp luôn. Đèn zin, tất cả nguyên zin. Những cái cọng dây này là zin hết nha mọi người nha. Đó. Rồi, một dòng chi tiết về em nó ha, rất là đẹp. Giấy tờ thì chính chủ mua bán, cái giấy mua bán ủy quyền gì đều được hết nha mọi người nha. Xe chính chủ ha. Giấy tờ bên em thì phải anh khỏi phải bàn ha. Chiếc nào cũng chính chủ mua bán sang tên đều được hết nha mọi người. Con này là đẹp từ đầu tới đuôi, không có chê một món nào hết luôn. Rất là vừa ý cho tất cả mọi người cùng mua về sử dụng ha. Tắp xăng nè, mới ten luôn ha. Anh em thấy không? Đẹp lắm nha mọi người. Con xe này là phải cực kỳ đẹp, gọi là cực kỳ đẹp luôn này. Ốc phuộc nè mọi người, chưa động chạm ha. Đó, chưa tháo mở bất cứ phuộc phiết rồi còn nguyên zin ha. Những cái ron cao su của tay lái còn nguyên. Này bao mo, bao đèn trước, báo hết nha mà anh em.
Đây cầm này, tay lái zin này. Đến nào cái cầm tháng trước vẫn còn zin. Đây. Từng chi tiết mới len keng. Giá rất là êm luôn. Giá rất là dễ thương, ai cũng có thể sở hữu được hai mọi người ha. Dòng Rebel thì máy móc nó rất là êm ái. Chạy rất là đã luôn. Nói chung dòng hai máy chạy rất là hay. Dòng DD150 nha anh em. Đây để em lấy cà vẹt cho anh cùng xem luôn ha. Giấy tờ thì rõ ràng. Đây ha mọi người. Cà vẹt đời mới ha. Đây đây. Sao nó mờ quá ta. Để em để lên yên xe ha. Giấy tờ thì chính chủ, một chủ cà vẹt. Anh em mua thì em ký giấy mua bán về cho anh em sang tên luôn ha. Xe chính chủ, không có việc vấn đề gì hết. Đây à, nhãn hiệu Rebel, số loại là USA DD150. Bản này là bản DD150 ha anh em, lưu ý ha à, rất là ok. Xe giấy tờ thì rõ ràng, chính chủ mua bán một chủ luôn. Chưa có mà ví dụ như đổi năm bảy người chủ đâu nha mọi người nha. Xe một chủ á. Cái này anh chủ anh mua anh vẫn bốn số nhưng anh bấm ra biển số mới, ra cà vẹt mới. Nó ra biển số cũng cực kỳ đẹp luôn. Tựa lưng cho người ngồi sau, da yên ring lên nước luôn ha mọi người. Đồ bỏ khăn nước đồ cho tất cả mọi người đi xa ha, đi đường xa. Nói như vậy là đồng thời nó bảo vệ cái nước sơn của bình xăng lớn. Còn này thì bỏ đồ Vivo rồi, không nói ha. Ở trong còn rất là đẹp nha mọi người nha. Đây. Không có phải là trầy bị trụi gì đâu ha anh em. Nào cho nó đẹp thôi. Rồi, giấy tờ thì chính chủ, biển số An Giang, biển số cực kỳ đẹp luôn. Rebel 150 USA bản các nước. Xe nguyên zin 100%. Đó. Giấy tờ thì chính chủ. Xe này em bán em bao tất cả cho tất cả mọi người luôn. Ship xe hay là vận chuyển đi đâu cũng vẫn bất kỳ được ha anh em. Từ Nam tới Bắc. Anh em xem xe thích alo diện cọc em sẽ ship xe tặng nữa cho tất cả mọi người. Từ Nam tới Bắc ha. Rồi em xin tắt máy và báo giá cho tất cả mọi người ha. Máy móc thì thầm luôn. Con này tiếng bô nó móc nhẹ, nổ rất hay nha anh em. Rầm 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 rất là đã luôn. Rất là quy lực nha mọi người nha. Cặp bô đổ rất là đều, rất là sướng tai luôn. Dàn xi inox thì khỏi phải bàn, mới len keng, thêm bọng các thứ còn nguyên. Thấy không? Không có chê bất cứ món nào ha mọi người. Đèn còi xi nhan đầy đủ, không có thiếu gì hết. À anh em ha, còi ha. Rất là đẹp, rất là hoàn hảo luôn. Mà giá cả thì êm ái, ai cũng có thể sở hữu được. Nó chỉ có 58 triệu thôi ha anh em. Nó đèn đuốc cấp pha đầy đủ hết. 58 triệu nha mọi người nha. 18 triệu cho một em Rebel. Đó, anh em nào muốn mua dòng Rebel 150 không cần đổi bằng lái ha, này kia khắc ngọ thì đây là một con cho các anh lựa chọn ha. Mua về cà phê Vivo đi phượt đi đâu bất cứ là nói chung là rất là tiện lợi, nhẹ nhàng êm ái. Giá cả thì mềm mại. Rồi, anh em nào kết cái này muốn rước em nó về thì alo cho em nha. Em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0932047956. Số Zalo của em là 0768447735. Anh em nào cần hình chi tiết hoặc tư vấn thêm gì thì ép Zalo giúp em ha. Giao dịch cách thức mua bán thì rất là rõ ràng rồi. Hầu như những clip này em cũng nói ha. Anh em xem clip thích xe thì cọc tiền em sẽ ship xe tặng nơi cho tất cả mọi người từ Nam tới Bắc. Còn những anh em nào ở Sài Gòn thì ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe ok. Ra phòng phỏng vấn ký giấy rồi chồng tiền ha anh em ha. Rồi, Trúc Mô Tô xin phép dừng video tại đây. Thì hẹn tất cả mọi người những video tiếp theo. Rồi Trúc Mô Tô cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Trúc Mô Tô trong thời gian vừa qua ha. Anh em nào yêu thích kênh em thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ kênh giúp em ha. Anh em cho xem video cho em một lượt like, một bình luận và ấn đăng ký kênh giúp em ha mọi người.
Anh em nào đăng ký kênh rồi thì em cảm ơn ha. Còn anh em nào xem video chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh giúp em ha mọi người, để kênh em phát triển hơn nha. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng em. Rồi 58 triệu nha mọi người. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye và hẹn gặp lại.